Chào các bạn nha, mình là Trọng Lý Hát nha các bạn ơi. Thì hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của mình tại Chợ Vinh nha các bạn. Cái chợ này là chợ bưu điện Cầu Quan á, là mình làm việc nhanh việc cuối cùng luôn các bạn. Và bây giờ mình chuẩn bị mình đi về Sài Gòn nha các bạn. Bây giờ mình về mình có quay cũng được, mình đi về cho các bạn xem. Mời anh em theo mình nha. Từ trong bưu điện Cầu Quan mình đi ra đó, tới cái ngã ba này các bạn, mình quẹo tay trái á, là mình đi về chỗ phà Đại Ngãi nha các bạn. Là mình đi qua hai cái phà á, là mình tới Sóc Trăng, tới Cù Lao Nhung gì đó là tới Sóc Trăng. Còn mình quẹo tay trái về là quẹo tay phải về là mình đi về thành phố Trà Vinh. Mình quẹo tay trái là đi này các bạn, bên tay trái mình là đi về là Cầu Quan qua phà đó. Hai cái phà thì tới được cái Cù Lao Dung là qua Sóc Trăng luôn á. Nhà của cái ông Thánh Lầy Vi Đốc trong đó luôn các bạn. Nhà Thánh Lầy gần gần chỗ này nè. Đó, bây giờ mình đi quẹo phải về, mình đi về thành phố Trà Vinh. Thì trước khi mình đi về Sài Gòn các bạn, thì mình sẽ ghé thành phố Trà Vinh, mình có việc chút xíu rồi xong mình mới đi về Sài Gòn nha các bạn. Đường này là đường quốc lộ 60 nha. Thì từ huyện Tiểu Cần này mình đi về Trà Vinh là khoảng ba mấy 40 cây vậy, mình cũng chưa có không có rõ nữa. Khoảng khoảng đó các bạn. Giờ này mình về chắc về tới nhà là tới tối luôn quá. Mà kệ chạy tới đâu hay tới đó các bạn ơi. Mình đi hướng thẳng luôn là về thành phố Trà Vinh nha các bạn. Còn 28 cây nữa. Còn quẹo trái là đi Cầu Kè, quẹo phải là đi Tà Cú. Đó, mình cứ đi thẳng luôn là về được thành phố Trà Vinh. Tám cây số chạy chừng 15-20 phút là tới rồi các bạn ơi. 15-20 phút là tới à. Thì đường này nó thoáng, nó chạy nhanh đó. Không có kẹt xe này nọ. Mình qua cái cầu phía trước là mình đến được cái trung tâm của huyện Tiểu Cần nha các bạn. Đó, mình qua cái cầu này là mình đến được trung tâm. Trung tâm của huyện Tiểu Cần. Mình làm trên Trà Vinh này 10 ngày nha các bạn.
giờ công việc xong hết rồi, giờ mình rút về Sài Gòn coi có đi đâu nữa hay không. Hôm qua mình làm mấy cái trạm kia, đi vô mấy cái đường á, giống như là mình đi up road vậy các bạn. Đường toàn sình lầy không à, mình đi xong á, chiếc xe mình nó dính sình không à. Hôm qua mình có quay lại cho các bạn xem, đường đi rất là xấu luôn á. Chạy mà mình chạy liều lúc còn xuống mình dắt bộ mấy lần luôn á, chạy không có được luôn á các bạn. Xe mình nay nó đứt, nó khô queo rồi, giờ nó dơ hầy rồi. Chỗ này hay có công an lắm rồi các bạn. Khúc này là công an nhiều lắm á. Để mình chạy từ từ thôi. Coi có bị công an không rồi. Ở đây gọi là ngã tư Sầm Bua nha các bạn. Ngã tư Sầm Bua có cái hủ tiếu Sầm Bua ăn rất là ngon. Thì bên tay trái của mình á, mình quẹo tay trái là mình đi về hướng Ao Bà Ôm nha các bạn. Đi thẳng là luôn là vô trung tâm, trung tâm thành phố Trà Vinh. Đây nè, bên tay phải mình là có cái hủ tiếu Sầm Bua đó, cũng rất nổi tiếng. Thì các bạn có đi Trà Vinh thì đến đây gọi là hủ tiếu Sầm Bua. Bên tay trái ngã tư nãy cũng có cái quán bún thịt nướng rồi các bạn, ăn cũng ngon lắm, chỗ đó cũng đông lắm đó. Còn đi thẳng vô nữa là vô A Bà Ôm các bạn, ở phía bên bán bún thịt nướng á. Còn mình đi thẳng chút xíu là đụng với A Bà Ôm. Đây đã tới cái vòng xoay của thành phố Trà Vinh các bạn, vòng xoay lớn nhất miền Tây hay sao á, xe này bự lắm đó. Lớn nhất miền Tây luôn á. Rồi bây giờ mình có việc chút xíu nha các bạn, vô gặp đối tác chút xíu rồi xong rồi mình về Sài Gòn mình quay tiếp cho bạn xem. Rồi chào các bạn nha, bây giờ mình tiếp tục đi về Sài Gòn nha. Thì trong thành phố Trà Vinh á, mình đi đường tắt về lần này nha các bạn, chứ không có phải đi đường đúng là đi qua bên chỗ Càng Long rồi mình về đường Càng Long đi về Phà Cổ Chiên nha các bạn, cầu Cổ Chiên đâu đó. Còn bây giờ mình đi đường trong thành phố này, mình đi đường tắt luôn, mình không phải đi qua bên đó, đi đường tắt trong cái đường nhỏ nhỏ trong này nè, rồi mình đi bọc mát xong á, cái mình đi ra tới chỗ cầu Cổ Chiên luôn nha các bạn. Nó sẽ ngắn hơn đường một đoạn. Mình đi đang trên đường này là trên đường Võ Văn Kiệt á, trong thành phố Trà Vinh. Thì đường Võ Văn Kiệt này là mình đi tới đường 30 tháng 4 á, mình rẽ trái cái là mình đi đọc cặp mấy xong á, lát mình tới được cái cầu Cổ Chiên liền. Giờ này mình về tắt tới nhà là khoảng 6-7 giờ các bạn. Hên xui. Giờ này là gần 3 giờ chiều rồi. Tại sáng do mình làm lu sa bu quá, nhiều việc quá nên mình về trễ. Thì lúc mình đi kỳ bữa là có năm anh em mình đi. Thì sáng giờ thì có hai bạn đã về trước rồi các bạn. Còn mình phải làm cho xong việc rồi mới hôm giờ thì mới được về.
chưa biết phải được 34 nữa nè. Nếu phải đường 34 rồi mình quẹo trái. Lộn đường các bạn ơi, lộn đường à, cái đường hồi nãy mình quẹo rồi mới đúng. Quẹo đường bự này mới đúng nè các bạn. Đó, đúng đường luôn á. Rồi, đúng đường, đường này là đường 30/4 nha các bạn. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình đi thôi. Đường thoáng quá các bạn, đường thoáng chạy sướng luôn á. Đó, có cái đường rẽ trái đó, mình đi vô quốc lộ 60. Rồi bây giờ mình quẹo vô nha các bạn. Đó là đi mấy trong mấy đường nhỏ nhỏ này là ra tới được cái cầu Cổ Chiên luôn á. Đó, phía trước chúng ta là cái đường quốc lộ 60 á, mình ra nó xíu là tới cái trạm thu phí chỗ cầu Cổ Chiên á các bạn. Rồi mình đi thẳng lên chút xíu đó là được tới được cầu Cổ Chiên. Đó, mình đi đường tắt á, nó đỡ hơn chút xíu các bạn. Ngắn hơn một chút xíu. Đó, bây giờ mình đi tới địa phận Bến Tre nè, qua đó đây cầu Cổ Chiên là trạm thu phí. Đó đây là trạm thu phí nha các bạn. Rồi, bây giờ mình lên cầu thôi. Đó, ai đi vô thành phố Trà Vinh á, thì mình đi đường đó đó bạn, nó sẽ ngắn hơn nhiều lắm á. Khỏi phải chạy đường đi phía Càng Long á. Rồi, bây giờ lên cầu nha. Sông nước mênh mông các bạn. Quá đã luôn á. Sông nước à. Để mình gần lại chút xíu nha. Quá trời xe chạy đông đúc. Đây nè, cầu Cổ Chiên nè các bạn. Thì lúc đi mình cũng đứng ở chỗ này mình quay nha các bạn, mà quay bên sông bên kia, còn đi về thì mình quay hướng bên này cho nó đủ bộ luôn. Thì các bạn nhìn xung quanh toàn thấy là người ta trồng dừa rất là nhiều luôn. Sông nước quá mênh mông luôn các bạn ơi. Có cái cầu này đi thì mình đỡ phải qua phà nha các bạn, chứ hồi đó không có cầu này phải đi phà đó, phà Cổ Chiên á. Thôi để bây giờ mình đi tiếp tục nha các bạn ơi. Hồi nãy mình có ngừng lại mua trái sầu riêng các bạn.
về cho con mình ăn, con mình nó khoái ăn sầu riêng lắm. Thấy không, còn là trồng dừa quá trời đó, bạn thấy không, thấy hai bên đường á, dừa không hả à? Rồi bây giờ mình qua tới đây là tới địa phận của Bến Tre nha các bạn, như huyện Mỏ Cày Nam hay sao á. Sáng là mình làm cái chỗ bưu điện cầu quan á, là cách cái Sóc Trăng á qua được có hai con phà các bạn, hai cái phà đó mà qua đó là tới được Sóc Trăng. Chút xíu nữa là tới được cầu Hàm luôn nha các bạn. Đó, phía trước chúng ta là cầu Hàm luôn nha các bạn. Giờ mình lên cầu nha các bạn ơi. Đông cũng rộng quá trời luôn các bạn ơi.